Chương trình lưu giữ hồn quê giữa hai thôn Hòa Mục và Đại Hạnh, xã Hoàn Long. Chương trình gồm 4 phần. Phần đầu là bức tranh quê hương, miêu tả cảnh thôn quê phát triển chủ phú, những con người đi vào lịch sử qua những lời ca, giai điệu thám thiết mượt mà. Phần 2, kể chuyện làng tôi là sự phản ánh những mặt trái còn tồn đọng trong thời kỳ đổi mới qua hai tiểu phẩm của hai thôn. Thôn Hòa Mục phản ánh thói quen rượu chè cơ bạc, trọng nam khinh nữ. Thôn Đại Hạnh phản ánh vấn đề an toàn thực phẩm qua việc sử dụng thuốc trừ sâu của bà con nông dân. Phần 3 mang tên Khéo tay hay nghề thể hiện sự khéo tay của người dân xã Hoàn Long qua quá trình làm ra món đặc sản của thôn là món dầu lụa. Phần cuối có tên Làng quê sôi động là sự giao lưu của hai thôn qua hai trò chơi bịt mắt bắt vịt và thi kéo co vô cùng gay cấn và thú vị. Kết quả cuối cùng của hai làng như thế nào sẽ được phát sóng lần đầu vào 10 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 12 và phát lại vào 20 giờ 20 phút cùng ngày, phát trực tiếp trên hungyentv.vn. Kính mời quý vị chú ý đón xem.